giúp tôi với cô khỏi bị chết rét đấy. Chết rồi đâu thì sao? Bố mẹ chết là bố mẹ có lỗi với mày à? Hả? Mày xem mày sống như thế này có đáng không? Mày sống như thế này có đáng không? Một lần còn bà nữa, bà thì sao? Hả? Ai dạy mày đấy? Ai dạy mày đấy? Ai dạy mày ăn cắp? Ai dạy mày láo tét? Phương, Phương là... em xin lỗi, em biết lỗi của em rồi chị ơi. Tao là Phương. Mày nhớ cho kỹ vào, tao là ai? Chị là Phương ạ. Nhưng lão kia này nó làm sao không? Không có đau mà đâu không? Phương, bà cảm ơn. Cảm ơn. Diệp sang chơi đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Thế sao em lại ở đây? À, mẹ rủ Diệp đấy. Lúc chiều mẹ mấy Diệp đi uống cà phê, tiện mẹ rủ Diệp về nhà ăn cơm cho vui. Mẹ, mẹ đi chơi có mệt không ạ? À, mẹ hơi mệt một chút thôi. Mẹ lên nghỉ, lát mẹ xuống sau. Để con đưa bà lên ạ. Ừ. Đưa bà lên. Mẹ ơi. Ừ? Cái bánh chưng nó mốc trắng cả da rồi. Mẹ gọt đi, mẹ dán tiếp đấy ạ. Ừ, nó chỉ bị mốc chỗ phần ngoài thôi. Mẹ cắt sâu lắm, không sao đâu con ạ. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, là đồ ăn mà đã bị mốc lên như thế, mẹ đừng ăn nữa. Ăn vào là có nguy cơ ung thư đấy ạ. Mẹ cứ tiếc của mãi làm gì thì không biết nữa. Rồi ăn toàn những thứ độc hại vào người thôi. Ngày xưa làm gì có tủ lạnh. Tết xong à, bánh chưng mốc meo cả lên. Các cụ cứ cắt đi rồi ăn, sống cả trăm tuổi ấy con ạ. Đấy, thế coi như là bao nhiêu bài báo con đưa cho mẹ đọc cũng chẳng để làm gì cả. Thôi nào, mới sáng rồi ra, mẹ cứ để thấy con ăn, không sao đâu ạ. Cô Tít, đi học đi. Đến trường mẹ cho ăn sáng ở cạnh trường. Cái này độc thật hả mẹ? Chứ còn sao nữa. Đi vào lấy ba lô đi.
Phương ạ. Ai đấy ạ? Anh. Em đồng ý nhận lời hẹn hò với anh nhé. Vì anh là chính anh, người con trai tuyệt vời trước mặt em đây. Không phải là vì bác sĩ Huy hay vì bất kỳ điều gì khác. Em hứa với anh nhá,